kìa. Đó. Má chạy ghê này chứ. Đúng rồi. Chạy sướng thiệt. Ghê thiệt. Chơi với nó đã không? Đã không? Xuống được chứ. Họ có thể làm mát nữa bằng nước luôn nha. Nhẹ nhàng hộp số thiệt. 295 thì có tiền lực. Đã không? Nhẹ nhàng. Ghiền thiệt. Đã được chứ. Rồi chào bà con nghe, nói thiệu con Yamaha nè. Có turbo tăng áp luôn nè. Hai máy 36 b 3050 vòng trên phút, nghe không? Ba máy, hai máy đây, tỷ số truyền lực của hộp số đây 2.95, tỷ số truyền lực là 2.295 Yamaha luôn nha, nghe không? Con này còn xanh vàng đẹp nè, con này chắc chạy rồi đó. Ồ, tiếp lô đèn bột còn đầy đủ nè. Có đồng hồ wall luôn hay gì nè, đúng rồi. Có đồng hồ wall luôn nè. Đây tiếp lô nó nè. Đó, còn nguyên ha. Tiếp lô đầy đủ luôn nè. Cục đề đầy đủ. Mày còn nguyên vẹn. Con này khá đẹp nè. Yamaha hai máy. Này là máy thủy nha. Có turbo tăng áp luôn. Con này còn khá đẹp. Này chạy chắc rồi. Tỷ số truyền lực của nó là 2.95. Có bơm nách rồi đầy đủ chân nè. Này là để bình dầu dưới đất chẳng là chảy bình thường nè. Ủa này còn xanh đẹp ghê không? Nhớt nhau rồi còn. Nhớt rồi còn mới chát. Yamaha. Hai máy. Yamaha thương hiệu có tiếng gì đâu, động cơ máy thủy mà con. Rồi nó máy thủy phải nói Yamaha. Có tiếng. Turbo. Đèn 36 ngựa 3.000 dòng, 3.550 dòng, 3.050 dòng cũng lẻ đó chứ. Có bơm phụ bơm đồ đầy đủ nè. Ờ, con nào có nhu cầu luôn nè. Hai máy